Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thật sự quốc tế trên kênh youtube tạp chí Việt Tham với một số nội dung đáng chú ý sau đây. Nga tăng cường tấn công Ukraine, tiến hành 50 cuộc giao tranh mỗi ngày. UAV Lancet Nga phá hủy hệ thống tên lửa Grad của Ukraine. Nghị sĩ Nga đề xuất triển khai vũ khí hạt nhân ở các nước thân thiện gần Mỹ thế lưỡng nan của Tổng thống Biden về đáp trả vụ tấn công ở Jordani. Nhật Bản và Đức ký thỏa thuận chia sẻ nguồn cung quân sự. Sau đây là phần tin chi tiết. Các quan chức quân sự Ukraine cho biết, Nga đang tăng cường tấn công vào nhiều khu vực khác nhau trên tiền tuyến và có những thời điểm tiến hành tới 50 cuộc giao tranh mỗi ngày. Các quan chức quân sự Ukraine cũng nhấn mạnh về tần suất các cuộc tấn công của Nga, Nga đang tiến hành các cuộc tấn công ở Abdipka, thuộc khu vực Donetsk và Kupiansk thuộc Kharkov, cùng một số địa điểm khác. Trong một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Nga mới đây cũng đã công bố video cho thấy các binh sĩ của nước này khai hỏa hệ thống pháo và lực phóng loạt MLRS BM-21 Grad công phá cứ điểm của Ukraine trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt. Quân đội Nga đã làm gián đoạn việc luân chuyển các đơn vị của Ukraine tại Bakhmut. Theo bộ này, các trinh sát Nga đã xác định được vị trí của 50 binh sĩ Ukraine và cung cấp tọa độ cho lính pháo binh. Sau đó, các đơn vị thuộc nhóm chiến đấu chúc đã sử dụng hệ thống pháo phản lực phóng loạt Grad BM-21 để làm gián đoạn quá trình luân chuyển quân của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, pháo binh Nga đã bắn hơn 20 tên lửa 122mm vào đối phương. Sau cuộc tấn công, Ukraine đã mất hơn 30 binh sĩ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu, kíp vận hành nhanh chóng di chuyển đến khu vực an toàn để nạp đạn cho hệ thống. Vừa qua, lực lượng Nga đã sử dụng máy bay không người lái UAV cảm tử Lancet nhắm mục tiêu vào hệ thống tên lửa phóng loạt BM-21 Grad của Ukraine. Cụ thể, trong đoạn video do Sputnik đăng tải cho thấy, lực lượng Nga đã sử dụng UAV Lancet nhắm mục tiêu vào hệ thống tên lửa phóng loạt BM-21 Grad của Ukraine. Được biết, Nga đã sử dụng UAV Lancet để phá hủy các hệ thống vũ khí do phương Tây cung cấp cho Ukraine, như xe tăng Leopard 2A6, pháo tự hành CESA, hệ thống tên lửa phòng không tầm trung Aristi-SLM, máy bay MiG-29 và Su-25 của không quân Ukraine. Ngoài ra, Moscow thường xuyên sử dụng UAV Lancet để ngăn chặn các cuộc pháo kích của Ukraine ở khu vực Donetsk. Theo khẳng định từ các nhà phân tích quân sự, UAV cảm tử Lancet là một trong những mối đe dọa lớn nhất mà các phương tiện hạng nặng của Ukraine phải đối mặt trên chiến trường. Trước đó, vào năm 2023, Nga đã cho ra mắt phiên bản tiên tiến của UAV Lancet, có thể né tránh hệ thống chống tăng và chống UAV của Ukraine. Vừa qua, nghị sĩ Alexei Zhuralev đã đề xuất Nga nên đặt vũ khí hạt nhân tại các quốc gia thân thiện gần Mỹ để đáp lại kế hoạch của Washington nhằm chuyển vũ khí chiến thuật sang châu Âu. Được biết, bình luận của ông Zhuralev được đưa ra sau khi truyền thông Anh ngày 27 tháng 1 đưa tin Mỹ đang tìm cách triển khai vũ khí hạt nhân ở Anh lần đầu tiên sau 15 năm nhằm chống lại mối đe dọa ngày càng gia tăng từ Nga. Cụ thể trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Zarolev, phó chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc phòng Quốc hội Nga, đồng thời là lãnh đạo Đảng Rodina cho biết, anh có vũ khí hạt nhân và Mỹ cũng đã triển khai một phần kho vũ khí hạt nhân của họ ở một số nước châu Âu gần Nga. Tuy nhiên ông Zarolev nhận định, việc triển khai bổ sung vũ khí hạt nhân tới Vương quốc Anh không ảnh hưởng nhiều đến bối cảnh chính trị quân sự vì chính trị gia này cũng đề nghị Moscow nên xem xét việc triển khai vũ khí hạt nhân gần Mỹ hơn và đưa chúng tới các quốc gia thân thiện như Cuba, Venezuela và Nicaragua. Dù vậy, ông Zouralé thừa nhận rằng các hệ thống vũ khí Nga đã có bước nhảy vọt lớn trong những năm kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962. Vị nghị sĩ Nga cho biết tên lửa siêu thanh của Nga phóng từ lãnh thổ của chúng ta sẽ tới Mỹ nhanh hơn so với tên lửa cận âm phóng từ khu vực gần Mỹ ông cũng chỉ ra rằng nga có lực lượng không quân chiến lược cũng như lực lượng tàu ngầm khổng lồ ở những địa điểm chưa xác định trên khắp các đại dương trên thế giới chính vì vậy ông zurelev khẳng định nga có nhiều cách để đáp trả bất kỳ sự xâm lấn nào của mỹ và nato bộ ngoại giao nga trước đó đã cảnh báo moscow sẽ buộc phải thực hiện các biện pháp đối phó tương xứng trong trường hợp đầu đàn hạt nhân của mỹ quay trở lại anh nga cũng nhiều lần cáo buộc phương tây gây căng thẳng ở châu âu và cho rằng việc NATO tiếp tục mở rộng về phía đông là một trong những nguyên nhân sâu xa của cuộc xung đột ở Ukraine. Theo hãng thông tấn Hoa Kỳ ngày 30 tháng 1 cho biết, Lý giải cho vụ tấn công vào một căn cứ Mỹ trên sa mạc ở Jordani, các lực lượng Mỹ có thể đã nhầm máy bay không người lái của đối phương với máy bay không người lái của Mỹ, từ đó để nó bay thẳng, giết chết ba lính Mỹ và làm bị thương hàng chục người. Cụ thể, cùng thời điểm máy bay không người lái của đối phương đang bay ở độ cao thấp, có một máy bay không người lái của Mỹ cũng đang quay trở lại khu vực được gọi là Tháp 22 ở Jordani. Do đó, phía Mỹ không tìm cách bắn hạ máy bay không người lái của địch đột kích vào tiền đồn này do nghĩ đó là của Mỹ. Kết quả là một trong những chiếc xe móc nơi các binh sĩ ngủ đã hứng chịu hậu quả nặng nề của cuộc tấn công, còn những xe móc xung quanh bị thiệt hại nhẹ do vụ nổ và các mảnh vụn bay ra. Ngoài những binh sĩ thiệt mạng, Lầu Năm Góc cho biết trên 40 binh sĩ bị thương trong vụ tấn công. Mặc dù không có hệ thống phòng không lớn tại TAP-22, tuy nhiên căn cứ này có hệ thống chống máy bay không người lái. Thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh Tổng thống Biden gặp các cố vấn an ninh quốc gia tại phòng tình huống của Nhà Trắng để thảo luận về những diễn biến mới nhất và khả năng trả đũa. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby cho biết, không có câu trả lời dễ dàng ở đây. Đó là lý do tại sao Tổng thống đang họp với đội an ninh quốc gia để cân nhắc các lựa chọn trước mắt. Theo nhận định của một nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia Israel, INSS ngày 29 tháng 1 cho biết, cuộc xung đột đang diễn ra giữa Mỹ với các nhóm vũ trang ở Iraq và Syria đang xấu đi đáng kể với cuộc tấn công nhằm vào căn cứ của Mỹ ở Jordani. Kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột Israel-Hamas ở giải Gaza, các nhóm vũ trang trong khu vực đã thực hiện hơn 150 cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và để đáp trả, Washington đã thực hiện một loạt cuộc không kích. Trong một thông báo đặc biệt, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng cáo buộc lực lượng dân quân thân Iran về hành động tấn công mới nhất và tuyên bố sẽ phản ứng mạnh mẽ. Tuy nhiên, vụ ba lính Mỹ thiệt mạng ở Jordani làm tăng thêm tình thế tiến thoái lưỡng nan mà chính quyền Biden phải đối mặt kể từ đầu tháng 10 năm ngoái, liên quan đến phản ứng của họ trước các cuộc tấn công đang diễn ra của các nhóm vũ trang ở vùng Vịnh. Cho đến nay, mặc dù các tuyên bố của chính quyền Mỹ đã nhiều lần đề cập rằng Iran chỉ đạo và hỗ trợ các hoạt động nhằm vào các mục tiêu của Mỹ, nhưng Mỹ vẫn kiềm chế không đáp trả trực tiếp với Iran. Được biết, mong muốn của chính quyền Biden là không bị lôi kéo vào một cuộc đối đầu trực tiếp với Iran vẫn không thay đổi. Mặt khác, độ tin cậy trong khả năng dân đe của Mỹ đang bị thử thách và có mối lo ngại ngày càng tăng rằng việc thể hiện sự yếu kém sẽ khuyến khích leo thang hành động chống lại các mục tiêu của Mỹ. Theo chuyên gia dự báo, Mỹ có thể sẽ đáp trả cuộc tấn công mới nhất, có lẽ với cường độ lớn hơn những phản ứng của họ từ trước cho đến nay. Nhưng ngoài một cuộc tấn công quy mô và cường độ lớn nhằm vào các mục tiêu có liên hệ trực tiếp với nhóm đã thừa nhận thực hiện vụ tấn công lực lượng Mỹ ở Jordani, rất khó có khả năng các mục tiêu bên trong lãnh thổ Iran sẽ bị tấn công. Trong mọi trường hợp, nhiều khả năng xung đột giữa hai bên sẽ không dừng lại và nguy cơ bạo lực lan rộng hơn ở vùng vịnh có thể gia tăng. Ngày 30 tháng 1 vừa qua, Điện Kremlin đã kêu gọi các bên liên quan giảm leo thang căng thẳng ở Trung Đông sau vụ tấn công vào các lực lượng Mỹ đang đồn trú tại Đông Bắc Jordani, khiến ba quân nhân thiệt mạng. Trả lời trước báo giới, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố, Nga cũng như các nước không hoan nghênh bất kỳ hành động nào dẫn đến bất ổn trong khu vực và gia tăng căng thẳng, đặc biệt trong bối cảnh tiềm ẩn nhiều xung đột như hiện nay không dừng lại ở đó ông peskov cũng nhận định căng thẳng nói chung đang ở mức báo động và các bên cần thực hiện các bước giảm leo thang căng thẳng do đó ông peskov nhấn mạnh đây là điều duy nhất có thể ngăn xung đột lan rộng hơn đặc biệt ở trung đông cùng ngày sau khi mỹ tuyên bố sẽ đáp trả cuộc tấn công vào căn cứ ở jordani đánh giá tình hình tại trung đông hiện rất phức tạp và nhạy cảm Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, chúng tôi hy vọng rằng tất cả các bên liên quan sẽ giữ bình tĩnh và kiềm chế để tránh rơi vào vòng luẩn quẩn trà đũa và ngăn chặn căng thẳng khu vực leo thang hơn nữa. Trước đó, trong ngày 29 tháng 1, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố Mỹ sẽ triển khai mọi hành động cần thiết để bảo vệ các binh lính nước này sau khi xảy ra vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một căn cứ tại Đông Bắc Jordani giáp với Iraq và Syria, khiến 3 quân nhân thiệt mạng và 25 người bị thương. Trong một tuyên bố ngày 29 tháng 1, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Joab Galen cho biết, quân đội nước này sẽ sớm hành động gần biên giới phía bắc của đất nước với Liban. Ngoài ra, Bộ trưởng Joab nhấn mạnh quân dự bị sẽ được triển khai dần dần để chuẩn bị sẵn sàng cho các hoạt động trong tương lai. Hiện tại, các cuộc đọ súng giữa binh sĩ Israel và lực lượng phong trào Hezbollah vẫn diễn ra gần như hàng ngày. Theo đó, trong ngày 29 tháng 1, Hezbollah đã nhận trách nhiệm đối với ít nhất 12 cuộc tấn công vào các vị trí của quân đội Israel gần biên giới bằng tên lửa Falak-1 và Bukan. Cuối ngày 29 tháng 1, quân đội Israel cho biết họ đã tiến hành các cuộc không kích vào các mục tiêu của Hezbollah ở Liban. Trong một tuyên bố, quân đội này cho biết các mục tiêu bao gồm cơ sở hạ tầng của Hezbollah và một trạm quan sát nằm ở các khu vực Makaba, Tây B và Marun Anras ở phía nam Liban. Đồng thời, quân đội Israel cũng xác nhận một số đạn pháo đã được phóng từ Liban và cho biết các lực lượng đã phản ứng bằng cách nhắm mục tiêu vào các địa điểm phóng. Được biết, vào đầu tháng 1, tư lệnh quân đội Israel Hezi Halevi đã tuyên bố, Tôi không biết khi nào chiến tranh ở miền Bắc sẽ diễn ra, nhưng tôi có thể nói rằng khả năng xảy ra trong những tháng tới hít cao hơn nhiều so với trước đây. Trong khi đó trả lời phỏng vấn truyền thông Mỹ, một quan chức lực lượng phòng vệ Israel tiết lộ rằng miền Bắc Israel đang có sự hiện diện hàng chục nghìn binh sĩ chính quy và khoảng 60.000 quân dự bị. Theo ước tính của chính phủ Israel, gần 100.000 người Israel đã sơ tán khỏi các thị trấn phía bắc nước này và hàng chục nghìn người Liban sống gần biên giới đã di tản. Không dừng lại ở đó, tổ chức di cư quốc tế ước tính có khoảng 76.000 người Liban sống dọc biên giới đã rời đi. Ngoài ra, chính phủ Liban cũng cáo buộc Israel đang tìm cách thiết lập một vùng đệm trên thực tế bằng cách phá hủy hàng loạt vật che khuất để xóa bỏ nơi trú ẩn của Hezbollah. Các nhà đàm phán tại Quốc hội Mỹ vừa đạt được thỏa thuận về mức chi tiêu trong 12 sự luật, cần các nhà lập pháp thông qua để ngăn chặn việc chính phủ đóng cửa vào đầu tháng 3 năm 2024. Thỏa thuận này là bước tiếp theo cần thiết sau khi Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, lãnh đạo đa số Thượng viện Đảng Dân Chủ Chuck Schumer đồng ý hồi đầu năm về gói chi tiêu tùy ý trị giá 1.590 tỷ đô la Mỹ cho năm tài chính bắt đầu vào ngày 1 tháng 10 năm 2024. Quốc hội cuối cùng sẽ phải thông qua 12 sự luật để tài trợ cho chính phủ và ngăn chặn việc đóng cửa một phần các cơ quan liên bang có thể sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 3. Quốc hội Mỹ hiện không còn nhiều thời gian để thông qua ngân sách liên bang khi hạn chót đang tới gần, nhất là trong bối cảnh một số cơ quan trong chính phủ đang cạn kiệt nguồn tài chính. Tại cuộc bầu cử hôm 23 tháng 1 ở bang New Hampshire, ông Trump đã giành được 54,6% phiếu bầu, trong khi bà Haley giành được 43,2% phiếu. Đến cuối ngày, 20 trong số 22 đại biểu tham dự đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa đã được phân bổ dựa trên số phiếu bầu, 11 phiếu bầu thuộc về ông Trump và bà Haley chỉ có 8 lá phiếu. Bà Haley đang coi mình là kẻ yếu thế, nhắc nhở các cử tri rằng bà đã bị đánh giá thấp và bị coi thường trong phần lớn sự nghiệp của mình, chỉ để chứng minh rằng những người bạn đã sai. Bà từng đánh bại một đảng viên Cộng hòa đương nhiệm 30 năm để giành được ghế trong cơ quan lập pháp của bang và vượt qua các đảng viên Cộng hòa nổi bật hơn khi bà tranh cử thống đốc bang vào năm 2010. Không giống như các cuộc tập hợp cử tri ồn ào của ông Trump, bà Haley đã và đang thực hiện công việc chính trị lâu đời mà cử tri bang New Hampshire mong đợi, và yêu cầu ở các ứng cử viên của họ tuy nhiên bất chấp những nỗ lực của bà haley việc đối đầu với ông trump tại các cuộc bầu cử sơ bộ có vẻ như quá sức đối với bà cuộc đua sơ bộ trong đảng cộng hòa tuy mới chỉ bắt đầu với cuộc họp kín ở bang iowa và cuộc bỏ phiếu ở bang new hampshire nhưng đã cho thấy ông trump hầu như không có đối thủ giới chuyên gia cho rằng trong đảng cộng hòa hiện tại ông trump đã thâu tóm sự ủng hộ gần như tuyệt đối bất chấp việc ông phải hầu tòa vì các vụ án khác nhau trước đó tại cuộc họp kín ở bang iowa ông trump đã nghiền nát các đối thủ của mình bà haley đứng thứ ba sau ông ron desantis Tuy nhiên sau cuộc bầu cử ở bang này, ông Ron DeSantis đã bỏ cuộc đua vào 21 tháng 1 và tuyên bố ủng hộ ông Trump trong cuộc đua. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy đảng Cộng hòa đang thu hẹp hàng ngũ xung quanh ông Trump. Như vậy, cuộc đua sơ bộ của đảng Cộng hòa đến thời điểm hiện nay chỉ còn là ông Trump và bà Haley. Với tình thế hiện nay, hầu hết chuyên gia đều dự đoán cuộc đầu tháng 11 sẽ là màn tái đấu giữa cặp đấu Biden và Trump. Tuy nhiên, nhìn vào kết quả bầu cử cụ thể để thấy rằng chiến thắng của ông Trump ở bang New Hampshire gần như không thuyết phục như chiến thắng của ông ở bang Iowa. Nhưng người ta chưa bao giờ mong đợi nó sẽ diễn ra ở một bang có cử tri, gồm nhiều đảng viên, cộng hòa, ôn hòa và độc lập. Tại bang này, ông Trump không có được các nhóm cử tri chủ chốt. Bà Haley đã đánh bại ông Trump trong số các cử tri sơ bộ, được xác định là ôn hòa cũng như độc lập. 60% trong số họ đã bỏ phiếu cho bà Haley. Theo các cuộc thăm dò ý kiến của Edison Research, bà Haley cũng đánh bại ông Trump trong số những người có bằng đại học với tỷ lệ 56% so với 41%. Bản đồ theo từng thị trấn cho thấy ông Trump đã thất thủ trước bà Haley ở New Hampshire, ở nhiều khu vực giống như nơi ông từng thua ông Biden trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Vấn đề được cử tri quan tâm nhất là phá thai. Vấn đề này không gây tổn hại cho ông Trump trong cuộc bầu cử sơ bộ, nhưng có thể là vấn đề trọng tâm trong cuộc đọ sức với ông Biden. Trong số những cử tri coi vấn đề này là ưu tiên hàng đầu của họ, bà Haley đã giành được 64% so với 30% của ông Trump, mặc dù bà được cho là người bảo thủ về vấn đề này hơn ông Trump cựu Tổng thống Mỹ đã khoe khoang về vai trò của mình trong việc khiến Tòa án Tối cao Mỹ lật ngược phán quyết của Tòa án cấp cao năm 1973, nói rằng Hiến pháp Mỹ bảo vệ quyền phá thai. Tuy nhiên, trong những tuần gần đây, ông cũng nói về sự cần thiết phải tìm một nền tảng trung gian về hạn chế phá thai. Bất chấp thất bại tại bang New Hampshire, bà Haley vẫn tuyên bố mạnh mẽ rằng bà sẽ tiếp tục tham gia cuộc đua cho đến khi, ít nhất là cuộc đua sơ bộ ở bang Nam Carolina, bang nhà của bà, vào ngày 24 tháng 2 tới. Bà Haley phát biểu trước những người ủng hộ của vũ bà ở thành phố Concord, thủ phủ của New Hampshire. New Hampshire đứng đầu cả nước, nó không phải cuối cùng trong cả nước, cuộc đua này còn lâu mới kết thúc. Bộ sậu vận động tranh cử của Bà Haley chỉ ra rằng khoảng 5 trong 10 cử tri sơ bộ không ủng hộ ông Trump. Các cố vấn của bà khẳng định bà sẽ ở lại cuộc đua để dẫn dắt những lực lượng chống ông Trump, những người vẫn đang hy vọng rằng cựu tổng thống có thể bị buộc rời khỏi cuộc đua vì các vấn đề pháp lý của ông. Trong khi đó, bên phía Đảng Dân chủ, đương kim tổng thống Joe Biden cũng đang hừng hực khí thế trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay. Dù không có tên trong cuộc bỏ phiếu sơ bộ của Đảng Dân chủ, nhưng Tổng thống Biden đã giành chiến thắng trong Đảng Dân chủ, đánh bại nghị sĩ Dan Phillips của bang Minnesota hơn 30.000 đảng viên Đảng Dân chủ đã bất chấp giá lạnh để viết tên ông Biden, dù điều đó chẳng có ý nghĩa gì trong kế hoạch đại bầu cử, sẽ không có đại biểu nào tham dự đại hội toàn quốc của Đảng Dân chủ vào tháng 8 được chọn từ cuộc bỏ phiếu sơ bộ. Điều này là do tranh chấp giữa Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ và thống đốc bang New Hampshire, sau khi Đảng Dân chủ tuyên bố New Hampshire sẽ không còn là địa điểm bầu cử sơ bộ đầu tiên của Đảng Dân chủ trên toàn quốc, dẫn tới việc ông Biden không đăng ký bầu cử dù bang này vẫn bỏ phiếu. Tình thế này gợi nhớ đến cuộc đua Tổng thống năm 2020 khi ông Trump và Biden có thể sẽ đối đầu một lần nữa vào năm nay trong cuộc tái đấu mà nhiều cử tri cho rằng họ không mong muốn. Trong khi ông Trump đang thẳng tiến trong cuộc bầu cử sơ bộ, thì Tổng thống Mỹ Joe Biden đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng trong việc cân nhắc hành động đối đầu trực tiếp với Iran sau khi ba lính Mỹ thiệt mạng trong một vụ tấn công ở Jordan mà Washington cho là Tehran có liên can. Tổng thống Joe Biden và quân đội Mỹ cho biết ba quân nhân Mỹ đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào một căn cứ ở Jordan, đồng minh của Mỹ, ngày 28 tháng 1. Trong thông cáo, tổng thống Joe Biden cho biết vụ tấn công do các nhóm chiến binh cực đoan được Iran hậu thuẫn hoạt động ở Syria và Iraq thực hiện. Ông Biden thông tin, vụ tấn công xảy ra tại một căn cứ ở phía đông bắc Jordan gần biên giới với Syria, một quan chức Mỹ tiết lộ vụ tấn công xảy ra tại tiền đồn được gọi là Tháp 22. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ Sencom, cơ quan giám sát các lực lượng ở Trung Đông, ban đầu công bố số người bị thương là 25. Nhưng hai quan chức tiết lộ với CBS rằng số người bị thương đã tăng lên hơn 30. Trong số các quân nhân bị thương có 8 người phải sơ tán với một số trong tình trạng nguy kịch, một quan chức quốc phòng tiết lộ với CBS. Danh tính của những người thiệt mạng sẽ được dự kín trong 24 giờ sau khi gia đình họ được thông báo về vụ tấn công tháp 22, ông Biden cam kết Mỹ sẽ buộc tất cả những người gây ra vụ việc phải chịu trách nhiệm vào thời điểm và theo cách chúng tôi lựa chọn. Nhà trắng cho hay, tổng thống đã được thông tin về vụ tấn công vào sáng ngày 28 tháng 1 và đã gặp lại các trợ lý hàng đầu bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và Ngoại trưởng Anthony Blinken vào chiều ngày 28 tháng 1. Chiều ngày 28 tháng 1 tại sự kiện ăn trưa ở Nam Carolina, ông Joe Biden chia sẻ chúng tôi đã mất đi ba người lính dũng cảm trong một cuộc tấn công vào một trong những căn cứ của chúng tôi. Tôi xin một phút mặc niệm cho cả ba người lính đã ngã xuống và chúng tôi sẽ đáp trả cuộc tấn công vào tháp 22 được cho là cuộc tấn công nguy hiểm nhất nhằm vào quân nhân Mỹ kể từ khi 13 người Mỹ thiệt mạng trong vụ đánh bom tự sát ở Kabul khi Mỹ rút khỏi Afghanistan năm 2021 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tái diễn ra khi căng thẳng giữa mỹ và các lực lượng ủy nhiệm của iran trong khu vực đã tăng lên trong những tuần gần đây làm tăng nguy cơ cuộc chiến của israel với hamas ở gaza bùng phát thành một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn Lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen bắt đầu tấn công các tàu vận tải ở Biển Đỏ vào tháng 10 năm 2023 để phản đối cuộc chiến ở Gaza. Đáp lại đầu tháng này, Mỹ và các đồng minh đã bắt đầu không kích nhằm vào các mục tiêu của Houthi ở Yemen nhằm chấm dứt các cuộc tấn công vào tàu thuyền. Ngày 26 tháng 1, Houthi đã phóng một tên lửa vào tàu USS Carney, lần đầu được lực lượng này nhắm vào tàu chiến Mỹ. Tàu khu trục Mỹ đã bắn hạ tên lửa và không chịu thương vong nào tuần trước, hai lính đặc nhiệm Shell của Hải quân Mỹ bị mất tích trên biển trong nỗ lực tiếp cận lên một tàu Iran vận chuyển vũ khí thông thường tiên tiến cho Houthi. Theo CBS, các nghị sĩ đảng Cộng hòa trong Quốc hội Mỹ đã phản ứng mạnh mẽ với tin tức về vụ tấn công Tháp 22, đồng thời kêu gọi chính quyền Tổng thống Joe Biden trả đũa Iran. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cho biết chính quyền phải gửi một thông điệp rõ ràng đến toàn cầu rằng các cuộc tấn công vào quân đội của chúng ta sẽ không được dung thứ. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham của Nam Carolina cũng cho biết Mỹ nên tấn công các mục tiêu quan trọng trong lãnh thổ Iran để ngăn chặn các cuộc tấn công trong tương lai. Hãy tấn công Iran ngay bây giờ, đánh thật mạnh. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Nhật Bản và Đức vừa qua đã ký kết thỏa thuận tiếp nhận và dịch vụ tương trợ AXA trong đó cho phép lực lượng vũ trang hai nước trao đổi vật tư và hỗ trợ lẫn nhau về mặt hậu cần, bao gồm cả việc chia sẻ đạn dược. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh hai nước đang tìm cách thúc đẩy quan hệ quốc phòng song phương. Ngoại trưởng Nhật Bản Yoko Kamikawa và đại sứ Đức tại Nhật Bản, Clement von Gert đã ký thỏa thuận AXA tại thủ đô Tokyo. Theo một quan chức Bộ Ngoại giao Nhật Bản, thỏa thuận sẽ cho phép lực lượng vũ trang hai nước sử dụng cơ sở vật chất của mỗi bên trong các cuộc tập trận chung và chia sẻ đồ tiếp tế, bao gồm thực phẩm, nhiên liệu, phương tiện cùng trang thiết bị. Tokyo và Berlin đang tăng cường hợp tác an ninh trong những năm gần đây trước những diễn biến căng thẳng về tình hình an ninh tại khu vực châu Á và châu Âu. Đức hiện là đối tác AXA thứ 7 của Nhật Bản, sau Mỹ, Australia, Anh, Canada, Pháp và Ấn Độ. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Thật sự quốc tế trên kênh youtube tạp chí Việt Times của chúng tôi ngày hôm nay. Nếu yêu thích chương trình, quý vị đừng quên nhấn thích, chia sẻ video và đăng ký kênh để nhận thông báo khi có chương trình mới nhất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại